Nghệ An là vùng đất địa linh nhân kiệt, văn chương khoa bảng, đã sản sinh ra nhiều nhân tài nổi tiếng thiên hạ. Bao đời nay, sự học ở xứ Nghệ luôn được coi trọng và đặt lên hàng đầu. Có truyền thống hiếu học, có nhiều dòng họ, nhiều làng học nổi tiếng, là cái nôi sản sinh cho đất nước nhiều danh tướng, lương thần, nhiều nhà khoa học, nhà văn hóa, có tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Dân tộc ta từ lâu vốn có truyền thống tôn sư trọng đạo. Công lao của các nhà giáo tuy không được khắc vào bảng vàng bia đá, song nó đã in sâu vào tâm trí mỗi người dân. Mảnh đất xứ Nghệ nghèo khó, lam lũ tạo thành động lực thôi thúc người Nghệ vươn lên theo đuổi nghiệp học hành, chủ yếu học để mưu sinh, học để dạy học. Cứ như thế, sự say sưa miệt mài học hành đã hun đúc nên truyền thống hiếu học, học giỏi và tiếp nối các thế hệ làm nghề dạy học trên mảnh đất này. Con người của xứ Nghệ rất kiên cường, trong bão giông nắng lửa, dường như càng khó khăn bao nhiêu thì con người xứ Nghệ càng quyết tâm bấy nhiêu. Ngay từ tuổi còn thơ, khi cắp sách tới trường, họ đã ghi sâu lời ru của mẹ: "Con ơi, mẹ dặn con này, chăm lo đèn sách, cho tày áo cơm. Làm người đói sạch, rách thơm. Công danh là nợ, nước non phải đền." Nghệ An thì xa thủ đô, tức là xa trung tâm văn hóa nhất của Việt Nam. Nhưng mà Nghệ An lại được tiếng là đất hiếu học, đất khoa bảng. Cái lý do của nó là ngày xưa mà đi ra kinh kỳ tốn kém lắm, cho nên là số người đậu hương cống thì đông, nhưng mà số người đậu tiến sĩ ở hàng đại khoa thì ít. Mặc dù số người đậu đại khoa từ đời Lý cho đến đời Lê ít hơn các địa phương khác, nhưng Nghệ An vẫn được tiếng là đất khoa cử, đất học, có nhiều người học giỏi đỗ cao. Học trò Nghệ An xưa nay vẫn được tiếng là hiếu học, cần học, khổ học, thông minh hay chữ, yêu nước. Ở đất này nhiều người nổi tiếng ở trong lịch sử, là trong nhân dân, là về cái tinh thần đó. Tiến vi quan, thoái vi sư, tiến lên thì làm quan, lui về thì làm thầy giáo. Những ông đồ xứ Nghệ nổi tiếng và được quý mến trong cả nước, nhưng cũng thật nghèo. Thuở xưa, trong giai thoại Con Cá Gỗ gắn với ông đồ xứ Nghệ thể hiện tinh thần khổ học, vượt khó, vượt khổ để mong đỗ đạt, được đổi đời. Những sinh đồ đất Nghệ với chiếc cháp đen, khăn gói đỏ, mỗi lần đi lai kinh ứng thí lại thường nổi danh khoa bảng. Trong lịch sử vẻ vang của khoa bảng, vào năm Thiệu Long thứ 9, 1256, đời Thánh Tông, khoa thi Bính Dần, người thi đỗ trạng nguyên đầu tiên của Nghệ An là Bạch Liêu, người mở đầu cho cả nền khoa bảng xứ Nghệ. Ông quê ở xã Nguyên Xá, huyện Đông Thành, nay là xã Mã Thành, Yên Thành. Đến hết đời Nguyễn, Nghệ An có gần 140 vị đỗ đại khoa. Đối với dòng họ Hồ ở Nghệ An, có ông Hồ Tông Thốc, quê ở thôn Tam Trạch, xã Quỳ Trạch, nay là Thọ Thành, Yên Thành, Nghệ An.
ông mở đầu cho nền khoa bảng của một thế gia vọng tộc, có truyền thống hiếu học, học giỏi, nhiều người đỗ đạt. Ông Đỗ Trạng Nguyên, khoa Nhâm Tý, 1372, đời Trần Nghệ Tông. Sau này con ông là Hồ Tông Đốn và cháu ruột là Hồ Tông Thành đều đậu Trạng Nguyên. Hồ Tông Thốc là người giỏi thơ văn, có tài ứng đối linh hoạt. Ông được vua nhà Trần cử đi sứ ở Trung Quốc nhiều lần, và lần nào ông cũng làm tốt phận sự của mình. Hồ Tông Thốc là một vị quan thanh liêm, đồng thời là một nhà thơ, nhà sử học, nhà văn hóa, để lại nhiều tác phẩm có giá trị. Ông đã viết các tập sách Phụ Học Chỉ Nam, Việt Thế Chí, Thảo Nhân Hiệu Tần Thi Tập, Việt Sử Cương Mục, vân vân. Hồ Tông Thốc là người đầu tiên ghi tên nước Việt vào bộ lịch sử nước nhà do ông soạn thảo trong bài tựa Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Câu chuyện cảm động về ông mà nhân dân trong vùng thường nhắc đến là thủa Hàn Vi, cũng như lúc ra làm quan, gia cảnh họ Hồ nghèo lắm. Bởi thế, nhân dân trong vùng có câu đối: sớm khoai, trưa khoai, tối khoai, khoai ba bữa. Ông Đỗ, cha Đỗ, cháu Đỗ, đỗ cả nhà. Có thể nói, nền giáo dục Nghệ An mang đậm nét truyền thống hiếu học và trọng đạo lý làm người. Những người đỗ đạt được sống làng tôn vinh trọng vọng, ngày ông nghè ông cử, bái tổ vinh quy, cả làng rước kiệu ăn mừng hoặc dựng đình làng thật to để ghi công, như đình làng Trung Cầu, huyện Nam Đàn, được dựng lên để mừng ba ông tiến sĩ Nguyễn Trọng Đương, Nguyễn Trọng Thường, Nguyễn Trọng Đường. Ở Nghệ An có hàng ngàn dòng họ hiếu học, trong đó phải kể đến những miền quê có nhiều dòng họ hiếu học như Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Yên Thành, Đô Lương, Thanh Chương, vân vân. Nghệ An còn có nhiều làng hiếu học, nhiều người đỗ đạt cao nổi tiếng như làng Hoành Sơn, Trung Cần, Nam Đàn, Kim Khê, Đông Hải, Nghi Lộc, Võ Liệt, Đồng Văn, Thanh Chương, hay Vân Tụ, Tràng Thành, Yên Thành, vân vân. Họ Hồ ở làng Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu có từ lâu đời, lấy sự học làm nghề chính, học để làm quan, học để làm thầy và học để làm người. Bắc Hà Hành Thiện, Hoan Diễn, Quỳnh Đôi. Làng Quỳnh Đôi nổi tiếng Nghệ An bởi có nhiều người đỗ đạt như Hồ Sĩ Dương, Hồ Sĩ Đống, ông Hồ Quý Ly hay vua Quang Trung đều có nguồn gốc ở Quỳnh Đôi. Tính từ đời Lê Nhân Tông cho đến khoa thi chữ Hán cuối cùng 1918, làng Quỳnh Đôi có trên 1.000 người đỗ tú tài và tiến sĩ, có 71 người đậu đại khoa. Họ Hồ được triều đình ban sắc phong Văn Chương Thụ, vì riêng dòng họ này có đến 4 Trạng Nguyên và 27 tiến sĩ. Truyền thống hiếu học của làng Quỳnh còn giữ được cho đến ngày nay. Nói đến nhà nho xứ Nghệ, người ta thường tôn vinh ông Đồ Nghệ. Họ am hiểu kinh sử sâu sắc, hay chữ, sống giản dị, có nhân cách, đào tạo được nhiều người thành danh. Trong suốt gần 800 năm thi cử, ở vùng đất Nghệ An có biết bao người thầy như vậy. Tiêu biểu, ở Quỳnh Lưu có Lê Duy Quỳnh, Hồ Sĩ Dương. Diễn Châu có Ngô Chí Chi, Ngô Chí Hòa, hay Lê Hiệu, Phan Tất Thông ở Yên Thành, vân vân. Thầy Nguyễn Thức Tự quê ở làng Đông Chử, xã Thịnh Trường, huyện Nghi Lộc, đỗ cử nhân khoa Mậu Thìn năm Tự Đức thứ hai 1868. Sau khi làm quan, ông lui về làng Đông Chử, mở trường dạy học tên hiệu là Đông Khê. Thầy nổi tiếng là người có kiến thức uyên thâm, đạo đức cao đẹp, có phương pháp giáo dục tốt nên sĩ tử gần xa đến thụ giáo. Thầy dạy chữ Hán trong thời Pháp thuộc, đem những gương tiết liệt, lòng yêu nước trong sử sách xưa và cận đại để giáo dục học sinh.
Hơn 30 năm dạy học, thầy giáo Nguyễn Thức Tự đã đào tạo được 400 trò thành đạt như Hoàng Giáp, Đinh Văn Chấp, Nguyễn Đức Lý, Tiến sĩ Hoàng Kiêm, Nguyễn Mai, Phó bảng Vương Đình Chân, Nguyễn Văn Chân, Nguyễn Sinh Sắc, vân vân. Và người học trò đặc biệt, chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu với hội Duy Tân, phong trào Đông Du. Trong những đóng góp to lớn cho sự nghiệp giáo dục, Nguyễn Thức Tự được đánh giá là bậc nhân sư, sư biểu. Ngày 10 tháng 6 năm 1923, sau khi qua đời, người học trò Phan Bội Châu có viết bài điếu ca ngợi công ơn của thầy. Đạo thông cả trời đất, học rộng cả xưa nay. Thầy dạy kinh điển thì dễ gặp, thầy dạy làm người thì khó tìm. Ông Đồ Nguyễn Thức Tự không chỉ truyền cho sinh đồ những chữ trong sách thánh hiền, mà còn dạy nghĩa, dạy đạo lý cao đẹp đối với dân, với nước, lấy quyền lợi của Tổ quốc làm mục tiêu sống của mình, luôn đấu tranh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Ông Phan Bội Châu, người nổi tiếng thông minh hay chữ, khoa thi Canh Tí 1900, ông đỗ đầu sứ. Trước cảnh nước mất nhà tan, ông cùng bạn bè đứng ra lập hội Duy Tân, rồi cùng lãnh đạo phong trào Đông Du tìm đường cứu nước, thành lập Việt Nam Quang Phục Hội, lập Đảng Việt Nam Quốc Dân. Tuy ông không thành công trên con đường đánh đuổi giặc ngoại xâm, nhưng tấm gương yêu nước thương nòi, ý chí đấu tranh kiên cường của cụ Phan thông qua các tác phẩm văn học sống mãi với thời gian, như Bình Tây Thu Bắc, Lưu Cầu Huyết Lệ Tân Thư, Hải Ngoại Huyết Tâm Thư, Trùng Quang Tâm Sử, vân vân. Có thể nói các tác phẩm của Phan Bội Châu đã góp sức đưa đến phong trào yêu nước rộng lớn. Ông phó bảng Nguyễn Sinh Sắc vất vả cả cuộc đời đèn sách mới có ngày đỗ đạt, nhưng khi làm quan, trước cảnh nhiễu nhương thế sự, ông xét xử cho người dân thắng kiện và đánh đòn xã trưởng. Sau đó, từ quan về làm thầy dạy học và bốc thuốc cứu người, giữ phẩm tiết thanh cao của một nhà nho. Vào những năm cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ 20, nền Hán học và tư tưởng phong kiến đã chấm dứt vai trò lịch sử. Trong hoàn cảnh nước mất nhà tan, những sĩ phụ yêu nước không thể tìm ra con đường đem lại thắng lợi trong cuộc đấu tranh giành lại độc lập dân tộc. Những tấm gương yêu nước của các sĩ phụ yêu nước cùng những bài học rút ra từ thất bại của cha anh đã thôi thúc thầy giáo Nguyễn Tất Thành, người thanh niên yêu nước, quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước cho dân tộc. Sau những năm tháng bôn ba hoạt động cách mạng ở nước ngoài, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh, người đã khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, vĩ nhân của mọi thời đại, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc. Trên vùng đất học Nghệ An, có một ngôi trường nổi tiếng, đó là trường Trung học Phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, tiền thân là trường Quốc học Vinh, được thành lập từ năm 1920. Lịch sử phát triển của trường luôn gắn liền với lịch sử cách mạng hào hùng của dân tộc. Ngôi trường lâu đời và có bề dày truyền thống bậc nhất của tỉnh Nghệ An. Trải qua hơn 90 năm xây dựng và phát triển, nhà trường nổi tiếng trong cả nước bởi đây là chiếc nôi đào tạo hiền tài cho đất nước. Với gần 5 vạn học sinh của mọi miền Tổ quốc, nhiều người là nhân tài của đất nước trên tất cả các lĩnh vực chính trị, quân sự, khoa học kỹ thuật, văn học nghệ thuật, vân vân. Có 14 người là ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó có 2 ủy viên Bộ Chính trị, 2 phó thủ tướng, hơn 10 bộ trưởng và các cán bộ cao cấp khác của Đảng và Nhà nước, hàng trăm người là viện sĩ, giáo sư, tiến sĩ nổi tiếng, những cựu học sinh tiêu biểu như Nguyễn Sĩ Sách, Hà Huy Giáp, Lê Hồng Sơn, Phan Đăng Lưu, Hoàng Đình Cầu, Nguyễn Đình Tứ, Nguyễn Mạnh Cầm, Đặng Thái Mai,
Nguyễn Cảnh Toàn, Trương Đình Tuyển, vân vân. Trong suốt những năm qua, nhà trường vẫn luôn dạy tốt, học tốt, giáo dục đào tạo nên những thế hệ học sinh giỏi toàn diện để sẵn sàng phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Nghệ An vốn có truyền thống hiếu học lâu đời. Truyền thống đó đã tạo nên những nét đẹp của nền văn hiến xứ Nghệ và được nhân lên trong thời đại mới với sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa năm 1945. Đến nay, Nghệ An đã có mạng lưới trường, lớp và quy mô giáo dục khá phát triển, hết sức đa dạng với đủ mọi cấp học và ngành học khác nhau. Hệ thống giáo dục cơ bản hoàn thiện, bao gồm một chuỗi các trường học từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, vân vân. Hệ thống trường chuẩn quốc gia được tăng lên không ngừng cả về số lượng lẫn chất lượng. Giáo dục Nghệ An đã và đang thực hiện nghị quyết của Quốc hội về đổi mới giáo dục phổ thông. Phát huy truyền thống là một vùng đất học, học giỏi, học thành tài, quý trọng tri thức và coi tri thức là động lực cho phát triển kinh tế. Ngành giáo dục Nghệ An trong những năm qua luôn là điểm sáng trong phong trào thi đua học tốt, dạy tốt, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện. Cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Và phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, sự nghiệp giáo dục đào tạo tiếp tục phát triển cả về quy mô và chất lượng. Tiếp tục phát triển đảm bảo cân đối về quy mô, loại hình và nâng cao chất lượng, từng bước thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa, đa dạng hóa và xã hội hóa giáo dục. Mỗi năm toàn tỉnh có số lượng học sinh giỏi quốc gia đứng trong top đầu của cả nước. Số học sinh đậu vào đại học cao đẳng tăng nhanh. Năm 2006 có 13.424 em đậu vào đại học cao đẳng. Đến năm 2012, tỉnh Nghệ An đứng đầu cả nước với số lượng học sinh đậu vào đại học cao đẳng gần 22.000 người. Đặc biệt, toàn tỉnh Nghệ An có 77 thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên và là địa phương có số lượng thí sinh đạt điểm cao đứng thứ 3 trên toàn quốc. Năm học 2011-2012 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 Đảng Cộng sản Việt Nam. Được sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự góp sức của toàn xã hội, ngành giáo dục cả nước nói chung và giáo dục Nghệ An nói riêng đã nỗ lực phát huy thành tích đạt được, khắc phục khó khăn, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động và các phong trào thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Giáo dục Nghệ An tiếp tục khẳng định vị trí cao trong ngành giáo dục chung của cả nước. Chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực. Giáo dục đào tạo mũi nhọn tiếp tục được giữ vững và phát huy. Số học sinh giỏi các cấp tăng. Năm học 2011-2012, tỉnh Nghệ An có 91 em đạt học sinh giỏi quốc gia, đứng trong top đầu của cả nước, tô thắm thêm truyền thống hiếu học, khổ học và học giỏi của quê hương xứ Nghệ. Hoạt động khuyến học khuyến tài của tỉnh Nghệ An trong những năm gần đây thì đã có những đóng góp rất tích cực cho hoạt động giáo dục và đào tạo của tỉnh nhà. Hoạt động này được cấp ủy và chính quyền các cấp và toàn dân ở Nghệ An hưởng ứng và tổ chức chỉ đạo triển khai. Hầu như các dòng họ rồi các gia đình ở tỉnh Nghệ An đều tham gia công tác khuyến học khuyến tài. Hoạt động này chúng tôi tổ chức trọng tâm vào hướng vào các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học. Việc đó thể hiện cụ thể vào những dịp Tết đến xuân về, đặc biệt là Tết cổ truyền của dân tộc. Khi con em làm ăn thành đạt thì các cái doanh nghiệp làm ăn thành đạt trở về quê hương ăn Tết, thì cái phong trào này chúng tôi là phát động mà được sự hưởng ứng của toàn xã hội, của con em, của doanh nghiệp. Và thông qua đó thì các con em cũng như các doanh nghiệp mà góp những cái phần học bổng của mình, xây dựng nên quỹ khuyến học của các dòng họ, xây dựng nên quỹ khuyến học của từng gia đình, để làm phần thưởng học bổng, trao thưởng phần thưởng học bổng khuyến học cũng như là những cái phần thưởng khuyến học khác để động viên con em, đặc biệt đối với các gia đình chính sách,
đặc biệt là đối với các em học sinh nghèo để vươn lên học tập tốt, rèn luyện tốt. Trong chữ nhẫn có chữ tâm, đức kiên trì, lòng nhẫn nại tạo nên nghị lực sống với cảnh ngộ không ưu ái, cha mất sớm, mẹ đau yếu. Em Võ Duy Văn, lớp 12A1 ở trường phổ thông trung học Quỳnh Lưu 1, Nghệ An, là một tấm gương học sinh nghèo vượt khó. Trong suốt 3 năm qua, Văn đều là học sinh giỏi toàn diện. Năm lớp 11, đoạt giải 3 Olympic vật lý. Năm lớp 12, giải nhất toán tỉnh. Bí quyết thành công của Võ Duy Văn là tiếp thu kiến thức cơ bản của thầy cô một cách sáng tạo, về nhà khổ luyện, nghiêm túc tự học qua sách nâng cao. Nhờ vậy mà em trở thành một học sinh tài năng, được bạn bè quý mến và nể phục. Những năm gần đây, trung bình số học sinh Nghệ An đỗ vào đại học và cao đẳng khoảng 20.000 học sinh một năm, chiếm tỷ lệ cao nhất nước. Có nhiều số thủ khoa đỗ vào các trường đại học hàng đầu của Việt Nam và số học sinh giỏi đạt giải quốc gia xếp thứ hai trong cả nước. Nguyễn Duy Hải, quê ở xã Nam Sơn, huyện Đô Lương, tuy có hoàn cảnh khó khăn, nhà nghèo nhưng vẫn nỗ lực vượt lên. Mùa thi năm học 2010-2011, Nguyễn Duy Hải đã đem vinh quang về cho trường trung học phổ thông Đô Lương 1 với số điểm xuất sắc 28,75 trên 30 điểm. Đậu thủ khoa Đại học Ngoại thương là một trong số trường có điểm chuẩn cao nhất nước. Cũng là thủ khoa của Đại học Dược Hà Nội, Phùng Đức Hạnh, học sinh trường Phan Bội Châu, đạt 28,75, hay Trần Tuấn Anh, trường Quỳnh Lưu 1, thủ khoa Đại học Quân y, đạt 29,25, là một trong hai thí sinh đạt điểm cao nhất nước. Ở Nghệ An còn có rất nhiều học sinh nghèo, hiếu học và học giỏi như thế. Ở vùng đất Nghệ An, có ngôi trường, có nhiều thành tích trong sự nghiệp chồng người. Trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu là một tập thể sư phạm có truyền thống quý báu, thầy ra thầy, trò ra trò. Đội ngũ giáo viên với học vấn cơ bản vững vàng, sâu sắc, luôn trau dồi những kiến thức mới để đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của những học sinh thông minh ham học. Uy tín của trường càng được khẳng định trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Có hơn 700 học sinh đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Trên 7.300 học sinh trường Phan Bội Châu đã đậu và học tại các trường đại học trong và ngoài nước. Có hơn 100 người có học vị tiến sĩ. Nhờ đổi mới phương pháp giảng dạy của thầy cô giáo, cũng như chính sách đãi ngộ nhân tài của tỉnh Nghệ An đã tác động tích cực đến cách dạy và học tập của thầy và trò. Trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2011-2012 vừa qua, trường xuất sắc đoạt 3 giải nhất là của các học sinh Trương Đình Thống môn hóa học, Thái Đình Phúc môn tin học, Chu Minh Anh Thơ môn văn. Thành quả trên là do nỗ lực cố gắng của các em trong suốt thời gian qua. Theo cô giáo Lê Lương Tâm, người thầy phải biết hy sinh phần vị kỷ, lấy niềm vui của nghiệp và sự tiến bộ của trò làm phần thưởng cho mình. Chữ tâm với nghề, với người vốn vậy. Có lẽ cũng như tất cả các giáo viên khác là chắc là phải có trách nhiệm, cũng phải có tâm huyết với nghề. Thực ra là có lẽ cũng phải có một sự hy sinh nhất định. Cái thứ hai nữa là có lẽ là cũng phải khơi dậy được cho một cái niềm đam mê để khát vọng, để vươn tới cái đỉnh cao. Đặc biệt là mình phải cần cây học trò để kiểm tra xem là cái kiến thức của các em ở cái chỗ nào nó còn chưa đầy đủ, còn hỗ hổng, và hỗ trợ thêm bài cho em cả cái phương pháp học tập để các em đạt được cái hiệu quả tối đa nhất. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển thông qua việc giải quyết nguồn nhân lực con người, đổi mới tư duy và phương pháp giảng dạy. Đây chính là then chốt mở ra bước phát triển của trường trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu. Mỗi giờ học là mỗi cố gắng làm mới mình và truyền niềm say mê môn học đến các em. Đó là niềm tâm đắc của thầy giáo Trần Văn Nga. Trong những năm qua,
đội tuyển vật lý của trường do thầy Nga phụ trách đã giành được 8 huy chương các loại, trong đó có 4 huy chương vàng quốc tế và châu Á Thái Bình Dương của em Nguyễn Tất Nghĩa và Nguyễn Huy Hoàng. Cậu bé vàng Nguyễn Tất Nghĩa đã 3 lần giành huy chương vàng tại cuộc thi Olympic vật lý quốc tế trong 2 năm 2007-2008. Đây không chỉ là niềm tự hào của đất học xứ Nghệ mà còn là niềm tự hào chung của nền giáo dục Việt Nam. Thành công của Nguyễn Tất Nghĩa khẳng định chất lượng giáo dục Nghệ An, đồng thời nêu tấm gương cho lớp đàn em noi theo trên quê hương có truyền thống hiếu học. Cái truyền thống hiếu học và học giỏi của nhân dân Nghệ An ấy, là một cái nét văn hóa học. Và đây là được tạo dựng đến qua nhiều cái thế hệ. Cha ông của chúng tôi đã tạo dựng đến qua hàng ngàn năm. Và truyền thống đó ngày càng được nhân rộng lên. Trước đây thì ông cha chúng tôi học ấy là nhất thì vi quan, nhì vi sư, đầu thì làm quan, không đầu thì làm thầy, để thoát ra khỏi cái lũy tre làng, khỏi cái đồng ruộng. Bây giờ thì sang thời đại Hồ Chí Minh thì học để phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân và học để sánh vai với các cường quốc Nam châu, để cho cái truyền thống đấy được nhân lên và phát triển đến một cái tầm cao mới. Thì Đảng bộ nhân dân tỉnh Nghệ An đã cố gắng hết sức mình để tập trung nguồn lực tạo ra cái không khí học tập cũng như tạo ra cái cơ sở vật chất và nhân cái truyền thống hiệu học lên để tạo được phong trào học tập tốt, phấn đấu để tỉnh Nghệ An trở thành cái trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cho Bắc Trung Bộ. Và cái truyền thống hiệu học giỏi ở đây là một cái truyền thống hết sức quý báu và phải nhân lên, phát triển lên, trở thành nguồn lực mạnh mẽ để phục vụ cho cái đào tạo đúng nguồn nhân lực, phục vụ cho cái công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Như đã thành thông lệ, hàng năm ở Nghệ An tổ chức lễ tôn vinh học sinh giỏi đã đạt giải quốc tế, quốc gia, học sinh có điểm thi vào đại học cao. Từ chiếc nôi này lại có một lớp người trưởng thành vững bước trên đường đời. Họ mang theo bao kỷ niệm đẹp về tuổi học trò và lòng biết ơn những người thầy đã chắp cánh cho những ước mơ bay cao, bay xa. Trải qua những năm tháng nỗ lực phấn đấu bền bỉ của đất và người, cùng với hành trang của vùng đất học, thầy trò xứ Nghệ hôm nay tiếp bước xứng đáng truyền thống dạy giỏi, học giỏi một cách sáng tạo để góp phần tô thắm, rạng danh truyền thống Nghệ An đất.